Hôm nay là 16 tháng Giêng 2017 âm lịch. Đây là tiệc cưới mừng chúc cho cháu Chu Hà xe duyên cùng với Huy Vinh. Đây là buổi lễ, đây là tiệc cưới của nhà gái. Màn hình là bố và mẹ cô dâu, là bác Thắng và bác Đức với nụ cười luôn ở trên môi. Những công tác chuẩn bị đều được đưa vào trong lưu niệm hết. Chụp ảnh đâu mà mày chụp đi đâu thế à? Quay đấy. Buông đi không? Đúng cô ca. Đúng rồi đây này. Chúng tôi thấy cái hàng xe lượm lượp luôn. Rồi trong năm luôn à? Mấy năm là được bên Spa rồi. Trong tháng năm là đấy. Trong tháng. Bắc Cạn rồi. Qua thế. Đấy. Qua hết.